tên cha tôi cho anh nghe ha. Cha tôi tên gì? Cha tôi á tên là Lương Nghi. Lưu... Anh hai của tôi á tên là Lưu Hoài Văn. Lưu Hoài Văn. Anh ba của tôi á tên là Lưu Trường Vũ. Trời ơi hay dễ sợ luôn. Phải rồi. Quen quá hả? Quen lắm. Quá gặp được người quen anh rồi. Anh của cô làm nhục tôi ở giữa triều đình. Anh cô đánh tôi bị thương giữa sa trường. Bây giờ tôi phải bắt cô về phía để mà rửa thù trả hận. Hả? Trời đất ơi. Đi tôi làm được rồi nha. Trời ơi, tôi mới cứu hồng mà sao nhỏ bắt tôi là sao? Nó không có được mà. Có cái tay cứu giúp tôi. Đừng có la gì hết trơn á trời. Cô sang phiên quốc hận thù kia khó quên. Tôi chớ kêu là tôi